Gói tài trợ hơn 5,5 tỷ đồng của Nestle Việt Nam dành cho Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tập trung hỗ trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện trong vòng một năm, năm 2023 đến năm 2024. Đối tượng được thụ hưởng là khoảng 200 trẻ đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số 9.600 đơn vị sản phẩm dinh dưỡng. Mục tiêu của chương trình lần này giúp cho trẻ em có được cái cơ hội tiếp cận với các cái thực phẩm hỗ trợ về dinh dưỡng để cho các em có một cái cơ thể phát triển toàn diện và khỏe mạnh hơn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với các quỹ. Trước đó thì ví dụ như năm ngoái chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác với cái giá trị lên tới gần 1,5 tỷ đồng. Cá nhân tôi rất vui mừng khi thấy ngày càng nhiều các doanh nghiệp quan tâm hơn và đồng thời là đưa cái việc hỗ trợ cho cộng đồng, xã hội và đặc biệt là các nhóm yếu thế trở thành những mục tiêu và ưu tiên. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng để có thể hợp tác. Trải qua 32 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp đã huy động được trên 7.900 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 35 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã vận động được trên 1.700 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7,6 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.